Rồi, lại làm cái clip giới thiệu chi tiết cho anh em. Đây, hôm nay giới thiệu chi tiết cho anh em một bộ vỏ. Đợt trước là em nói nhiều lần về vỏ đầu Toyota hay đầu vai ớt, Atit, Nissan, các kiểu rồi. Giới thiệu lại cho anh em này. Anh em có thể, đây là một bộ vỏ, anh em xem nhá. Một bộ vỏ hoàn thiện, size âm ly ở giữa là đầu, dành cho tất cả các loại đầu Toyota 10x20. Hai bên là để khoét sẵn lỗ lắp loa 10. Anh em có thể mua loa bên em cũng được. Bên em hoàn thiện từ A đến Z cho anh em về chỉ việc đút cái đầu vào thôi. Dây nhựa đầy đủ hết, phụ kiện đầy đủ hết. Anh em không phải đấu nối bất cứ một cái gì, chỉ việc đút đầu vào. Lắp loa bên em cũng lắp sẵn nếu anh em đã mua loa, còn nếu anh em có loa rồi thì bên em cũng đã để chế độ dây chờ chịp đầy đủ. Đấy, còn anh em không thích chơi loa thì anh em vẫn có thể làm giả loa. Đây, giả loa cho anh em. Làm thiết kế chuẩn từng mm một, cho nên rất xịn. Đấy, anh em giả loa cho em. Còn anh em có đầu rồi, anh em về chỉ việc đút đầu vào thôi. Đấy, anh em đút đầu vào rồi sửa ngay ngắn lại, rồi cố định lại cho em. Hơi nặng, em bê thế này hơi nặng. Tóm lại là như thế. Đã được một hệ thống, một cái đầu rất là đầy đủ. Ôi trời, nặng quá. Vừa nặng vừa mỏi. Tôi nghỉ đi đã. Ôi trời. Đấy nha anh em nhá, anh em nhìn rõ này. Có thể giả loa, đút đầu của anh em vào. Cái quan trọng điểm nhấn của em đó là một bo mạch hiện đại. Bo mạch hiện đại, anh em nhìn cho thật kỹ này. Bo mạch hiện đại tạo ra tất cả mọi hệ thống. Ngày xưa em cũng là từng đấu nối trực tiếp rồi, nhưng nghe nó không chuyên nghiệp và nó không hay. Thậm chí nó không ra được âm ly ngoài, không ra sắp, không ra tay nghe được. Cho nên phải nâng cấp lên một cái bo mạch hiện đại như thế này, để nó có phần công suất, dân giải mã, phần bảo vệ xe nguồn, dây giắc zin của xe. Cứ thế anh em về đút đầu vào và cắm jack vào đây là xong. Đấy, chỉ việc đút và cắm. Radio, anten, nét căng cho anh em. Đấy, cái mặt đít này anh em ốp phía đằng sau hộp. Đấy, anh em được ốp ở phía sau hộp cho em. Anh em nào thích có loa thì mời anh em sắm một đôi loa đồng trục, bắt chép đầy đủ luôn. Giá bình dân nhưng mà rất là hay. Bao hay. Loa này là của hãng Zosta. Công suất max 50W, à max 100W, nhưng mà công suất bình thường tầm 15 đến 50W. Đây, anh em áp vào. Anh em lắp vào. Đấy, tuyệt vời luôn. Anh em lắp vào là tuyệt vời luôn. Đây, em gả tạm để làm clip cho anh em xem cho rõ. Sau khi anh em lắp xong thì đấy, rất tuyệt vời. Đấy, anh em chỉ cần có đầu, mua một bộ vỏ hoàn thiện bên em từ A đến Z về, anh em chỉ đút cái đầu vào thôi. Không cần, anh em không cần phải làm gì cả. Hoàn thiện cho anh em. Quay sát lại cho anh em xem. Xuất sắc. Đấy, anh em phải thấy là cái sự chuyên nghiệp bao giờ nó cũng thể hiện ở từng sản phẩm. Cho nên nếu anh em có nhu cầu thì anh em cứ mạnh dạn kết nối với Zalo, Facebook 24/24. Zalo của em là 0988434435, còn là nick Nguyễn Thái Sơn. Anh em khi xem clip thì anh em nhớ ủng hộ
người Việt mình thì ủng hộ cho hàng người Việt mình. Ở bên góc phải điện thoại của anh em đó là có cái chữ đăng ký màu đỏ ấy, anh em bấm vào nút đăng ký để cứ mỗi giờ một ngày hàng giờ luôn, là em ngày nào em đăng clip mà. Cho nên cứ mỗi lần em đăng clip là anh em được được nhận thấy thông báo là có clip mới, anh em sẽ nhìn thấy được những clip mà em chia sẻ cho anh em cộng đồng mạng mình cùng đam mê cùng xem. Và em làm clip thì cũng muốn xây dựng cái kênh Sơn Loa Audio ngày một phát triển lên để anh em mọi miền Tổ quốc đam mê ủng hộ. Nhưng em nói trước luôn là em không phải là một cửa hàng buôn bán gì cả, cho nên em làm ở đây là làm theo đam mê. Cho nên là anh em nào mà có cùng cái hứng thú, đam mê, chế độ thì anh em hãy liên hệ và cùng kết bạn để trao đổi với nhau. Còn nếu như những anh em nào mà không có đam mê thì anh em có thể bỏ qua clip này. Còn em chỉ nói rằng là em là luôn chơi với một cách chơi là lịch sự, sẵn sàng che cháo để chia sẻ những cái đam mê của mình với những anh em cùng sở thích đam mê. Còn những anh em nào mà kém lịch sự thì em xin nói thẳng luôn là không bao giờ em tiếp, thậm chí em có thể chặn luôn và không bao giờ trả lời những cái câu nói và những cái comment mang tính chất bất lịch sự, không mang tính chất xây dựng, là quit ngay từ vòng đầu. Đấy. Một sản phẩm hoàn thiện như thế này bên em làm ấy thì chủ yếu là làm để chơi cho bản thân mình, sau đó mở rộng lên là chia sẻ, trao đổi cộng sinh để phát triển thêm những sản phẩm khác. Chứ không phải cửa hàng buôn bán gì cả, cho nên anh em đừng có đặt nặng về vấn đề buôn bán ở đây. Mà anh em nào thật sự đam mê, thật sự có nhu cầu, hãy kết bạn với Zalo với em để cùng trao đổi chi tiết và em tư vấn thêm. Bộ vỏ hoàn thiện, không có đầu, anh em đã có đầu rồi. Đầu Toyota này hiện giờ là rất phổ thông, cho nên nhiều anh em rất có xe là tháo ra thay DVD. Cho nên nhiều anh em rất là có nhiều đầu. Thì em sẽ làm một bộ vỏ hoàn thiện như này, anh em về chỉ việc đặt đầu vào thôi, không anh em không phải làm một cái gì nhá, em đã làm hết rồi. Từ tấm đít điện tử đằng sau về cắm rắc rắc rắc, cắm sẵn chứ không phải chế, không phải nối gì cả. Anh em thích lắp hai loa em lắp sẵn cho, anh em có loa rồi thì về anh em từ nút loa vào. Ốc ác đầy đủ cho anh em. Anh thích anh em không thích lắp loa mà chơi ra bốn loa ngoài đấy, 1 2 3 4 anh em vẫn chơi được đầy đầy đủ. Chơi ra âm ly ngoài, giá sạc ra tai nghe, quạt gió, anten, công tắc đầy đủ. Và quan trọng là không thích loa trong thì giả loa. Khi lên hệ thống full này anh em có thể tắt loa trong, bật loa ngoài, bật loa ngoài, tắt loa trong, anh em làm được hết. Một bộ vỏ hoàn thiện như thế này anh em nếu có nhu cầu thì chủ động liên hệ. Em phải nói luôn là chủ động liên hệ nhá, còn em chỉ tiếp những người có nhu cầu thật sự. Đấy, còn comment lằng nhằng trên kênh của em thì em nói thẳng luôn là quit ngay từ vòng đầu. Không bao giờ có thể xem được clip thứ hai của em nữa. Rất nhiều bác có những bác rất là lớn tuổi cũng rất là cầu kỳ trong cái cách chơi này, và em cũng sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của cả các bác. Đấy. Thì chỉ mong muốn cái kênh video của mình ngày một phát triển lên để anh em có những cái clip xem chia sẻ cho nhau cho nó vui. Đấy. Thì mong anh em ủng hộ bằng cách là ấn cái nút đăng ký ở bên góc phải đấy và like, subscribe, chia sẻ video cho anh em bạn bè cùng xem. Rồi, nói đi dài dòng thì anh em cũng thông cảm cho em nhé. Đấy. Hẹn gặp lại anh em ở một clip tiếp theo. Tuyệt vời luôn.